Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Hôm nay là Xúc Heo, đây là con cháu Nguyễn Ngọc Ngạn, và kể cho anh em một câu chuyện người con ác quỷ trên bàn này của mình. Đúng đấy anh em ạ, à, cái này là ác quỷ ấy. Chúng ta có thể gọi nó một cách fancy là UPS. Gọi gì nhỉ? Không nhớ. Uninterrupt Power Supply. Đại khái là một cái nguồn điện dự phòng. Nó giống như một cục sạc dự phòng vậy, giống như pin trên điện thoại của anh em vậy, nhưng mà cái này là dành cho máy tính. Thì đây là phiên bản nhỏ nhất, có công suất là 600 kVA. Gọi là kilovolt-ampere hay là cái mẹ thì mình không nhớ. Không có nhớ là kVA là cái gì. 600 VA, không phải 600. Thôi 600 kVA. Mình thì lâu lâu mình không đọc lại mấy cái này, hơi dốt. Và cái cục ắc quy này nó chứa được 360W điện. Trước khi mình nghĩ đến cái việc làm cái video này thì mình đã nghĩ đến việc mua một cái cục này. Bởi vì sao? Cái studio cũ ấy mà, một trong những lý do khiến mình chuyển sang studio mới, chuyển nhà, là bên đó điện đóm nó hơi tậm tịp, nó mất điện liên tục. Và vào đúng cái thời điểm mà mình đang cần dùng máy tính, dùng máy in rất là nhiều. In thiệp cưới đấy anh em ạ, in thiệp cưới gửi cho mọi người, cũng như là dùng máy tính để design các thể loại các thứ. Mà cứ vui vui nửa tiếng sập cầu giao điện một lần. Thế là mình phải tìm mua một chiếc UPS để cấp nguồn cho máy in và cấp nguồn cho cái máy laptop. Thì đề phòng mất điện, hai cái đó nó vẫn chạy phà phà. Thì đó là lý do tại sao mình tìm mua một cái này. Và khi mình đi tìm mua một cái bộ lưu điện, chính là một cục UPS hay còn chính xác là một cục ắc quy cho máy tính này, thì mình đã gặp phải một số cái tình huống khá là buồn cười. Đó là mình tìm cái thương hiệu Delta, và mình tìm phải hai thương hiệu Delta cùng bán bộ lưu điện, cùng tên Delta và cùng phân phối ở Việt Nam. Và trước khi đi đến câu chuyện thú vị đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem UPS nó có những cái gì hay. Vậy thì công dụng của bộ lưu điện là gì? Thứ nhất thì đương nhiên bộ lưu điện mà, thì nó đảm bảo điện dự phòng cho công việc. Thì chắc chắn các bạn, nếu mà anh em nào có công việc giống như mình, nó làm editor kiểu, hay là những kiểu dạng content creator làm video ấy, hay cả cái những người dùng cơ bản gặp phải cái cảnh gọi là mất điện, chưa kịp lưu lại những cái gì vừa làm, anh em gặp phải bao giờ chưa? Chắc chắn là gặp phải rồi. Vậy thì với những cái bộ lưu điện như thế này thì anh em sẽ không phải lo những vấn đề như thế nữa. Tức là cái bộ lưu điện, tác dụng của nó là nó lưu trữ một số lượng điện nhất định ở trong này, đủ để cho thiết bị của các bạn, và cụ thể dành cho các hộ gia đình thì thường thường là máy tính, có thể hoạt động được trong một thời gian ngắn để các bạn kịp lưu công việc và tắt máy tính đi, để hoàn thành nốt những cái gì các bạn đang làm dở mà không bị ngắt một cách đột ngột. Nhất là ông nào mà đang render video kiểu video nặng 4K 120fps, khoảng tầm render mất 3-4 tiếng, render đến khoảng tầm 2 tiếng rưỡi mất điện, cực kỳ cay. Thì đây, bộ lưu điện này sẽ giúp chúng ta gọi là giải thoát những cái vấn đề như vậy. Với những công việc ở văn phòng hay công ty lớn thì họ thường dùng những cái bộ lưu trữ như kiểu NAS ấy, gọi là ổ cứng với cái dung lượng rất là lớn để kết nối các máy tính với nhau. Thì đương nhiên những cái bộ đấy cũng phải có bộ lưu điện để không mất điện đột ngột hoặc mất dữ liệu. Và những cái UPS này thì nó dành cho hộ gia đình và những người dùng cá nhân thôi. Thì có thể dành cho mục đích như kiểu ham vui. Ví dụ như các bạn đang có một buổi party như kiểu sinh nhật chẳng hạn, đúng không? Hát hò, karaoke, karaoke, nhưng mà buộc cái mất điện thế lại bị dở dang cuộc chơi. Nhưng mà có cục UPS này, anh em vẫn có thể hát karaoke tiếp. Đấy, có UPS này không sợ mưa rơi các bạn ạ. Rất là thú vị. Thì UPS tác dụng là như vậy. Và với những công dụng kể trên thì thực sự mình thấy cái bộ lưu điện này nó là một cái đồ khá là đáng giá dành cho hộ gia đình. Thì một bộ lưu điện khoảng tầm như này, 360W, 380W hay là 400W, 500W, 600W, loanh quanh cái mức đó là đủ dùng cho các cái máy tính hay máy in cơ bản. Thì các bạn có thể mua được với mức giá loanh quanh 1 triệu, 1,5 triệu hay là 2 triệu gì đó. Nó không phải là quá đắt mà đem lại giá trị rất là lớn. Và tất nhiên các bạn sẽ có những cái lựa chọn khác nhau với dung lượng lớn hơn dành cho doanh nghiệp, dành cho văn phòng nhỏ, tùy túi tiền của từng người. Thì bây giờ sẽ quay về câu chuyện là thương hiệu Delta. Khi mình tìm mua cái UPS này, mình thấy quá, tại sao mình nhiều người bảo là dùng Delta đi. Mình search lại ra tận hai thương hiệu Delta. Thì như sau, hiện nay có hai thương hiệu cùng phân phối bộ lưu điện chính hãng tại Việt Nam cùng tên Delta, và sản phẩm mình có ở đây cũng là của Delta mà mình mua. Nhưng mà đây là Delta Global, thương hiệu Delta của Đài Loan. Delta Global này thì nó thuộc tập đoàn gọi là Delta Electronics, và cũng là một tên tuổi khá lớn trong lĩnh vực sản xuất UPS, có giải pháp hạ tầng dữ liệu cũng như điện cao cấp trên toàn cầu, kể cả các thị trường như kiểu Mỹ cũng có luôn, châu Âu cũng có luôn. Và ở Việt Nam thì các sản phẩm UPS của Delta Global được phân phối bởi Viettel Distribution Center
và có các trung tâm bảo hành tại các thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ. Còn một thương hiệu Delta nữa cũng bán tại Việt Nam, nhưng mà đó lại là thương hiệu Delta thuộc sở hữu của Delta UPS và Voltage Stabilizer. Thì đây là thương hiệu của Thổ Nhĩ Kỳ. Thì nếu các bạn băn khoăn thì mình sẽ đặt hai cái logo hãng lên các bạn biết chính xác được. Thì mình đang tìm cái thương hiệu Delta Đài Loan, suýt nữa thì nhầm sang thương hiệu Thổ Nhĩ Kỳ. Thì mình không thấy nhiều thông tin về thương hiệu này tại Việt Nam. Thì cuối cùng tìm mua được đúng cái sản phẩm mình muốn, của đúng thương hiệu mình muốn, thì một cái UPS như vậy. Và cái câu chuyện này mình làm cho các bạn thì đại khái vừa là để chia sẻ về UPS nó có tác dụng gì, cũng như là nói cho các bạn biết cái trải nghiệm mình sử dụng như thế nào. Và tiện thì nói luôn là có hai thương hiệu anh em cần phải lưu ý khi mà mua. Thì cái UPS này nó khá là thú vị, mình đã nói nó cứu thua mình khá là nhiều lần. Trước khi mình có cục UPS này về thì mình đang in thiệp cưới của mình nhà, tức là mình tự làm thiệp cưới, làm handmade ấy. Thì cứ đang in thì giữa chừng được một nửa tờ rồi, mà in một tờ rất là lâu, một tờ khoảng tầm 3-5 phút, in kiểu chất lượng cao, bìa cứng ấy, nhìn rất là chậm. Cứ in được khoảng tầm giữa tờ, ụp mất điện, lại mất hết, coi như là cái tờ giấy đấy kiểu in giữa chừng mà lúc sau có điện lại sẽ nhả giấy ra, nó vứt đi, không in nữa. Thì coi như các bạn mất một tờ giấy in cũng như là mất từng đấy mực luôn, chả tác dụng gì. Thì may đúng lúc là cục UPS này nó về đến nơi, nó cứu thua mình thì mình tiếp tục in tiếp mà không sợ bị gián đoạn. Ngoài ra các trường hợp như mình đã nói, anh em đang dùng máy tính, đang render video hay đang làm một cái gì đó, đang gõ vài luận văn rất là dài, bùp mất điện chưa kịp lưu, nó cực kỳ gáo. Không những các bạn mất dữ liệu mà còn hại đến máy nữa. Thì mình nghĩ rằng thời đại tiên tiến là công nghệ 4.0 rồi mà vẫn còn sợ mất điện nữa thì nó củ chuối lắm. Anh em nếu mà đang sử dụng máy tính ở nhà hay là nhiều thiết bị quan trọng thì nên sắm cục UPS. Thì cục UPS này nó đơn giản vậy thôi. Trông này nó khá nặng, cũng bật tắt ở đây, có đèn báo hiệu và có cả tiếng còi bíp ở trong, tức là khi nào mà cảm giác cái UPS nó quá tải nó sẽ cứ bíp lên thì anh em biết. Và ở đây chúng ta có một dây điện vào, tức là cấp điện chính của UPS này. Và ngoài ra còn một cổng nữa, cổng này là cắm USB nối máy tính để các bạn thể dùng phần mềm điều khiển và theo dõi của UPS này về công suất các thứ, điện thế ra làm sao. Và ngoài ra các bạn có 4 cổng điện ra để cắm các thiết bị như mẹ nói là máy in, sạc laptop, máy tính vân vân. Thì đó là một cái rất là cơ bản, một tác dụng rất là cơ bản của cục UPS. Hy vọng video hôm nay thì đã đem lại cho anh em những thông tin hữu ích và thú vị. Nếu các bạn sớm mất điện như mình thì hãy sắm một cục như này. Một bộ lưu điện tác dụng là gì và ra làm sao? Hy vọng anh em đã có khoảng thời gian vui vẻ. Nhớ like video này theo hay, subscribe các thứ. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong nhiều video khác. Peace!